Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo thể thao. Các bạn trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin trong ngày hôm nay. MU cần thêm 4 hợp đồng dẫn đầu ký Dembele. MU đẩy nhanh đàm phán máy chạy thay Bissaka. Ten Hag khóa 6 vị trí cho đội hình mạnh nhất và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU dẫn đầu cuộc đua tới chữ ký của Moussa Dembele. MU được cho là câu lạc bộ đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Mosa Dembele bên phía Lyon. Thậm chí, nhà cái Kaibet đã đặt tỷ lệ đặt 1 ăn 5 cho quỷ đỏ, cao hơn hẳn các câu lạc bộ cạnh tranh như Fulham, Southampton, Arsenal và West Ham. Hiện tại, MU đang rơi vào cảnh thiếu hụt tiền đạo khi mà tương lai của cả Ronaldo đang rất mù mờ. Ngoài ra, Victor Osimhen của Napoli cũng rơi vào tầm ngắm của quỷ đỏ Tuy nhiên, mức giá của trung phong người Algeria là rất cao, trên 90 triệu euro. Ten Hag khóa 6 vị trí cho đội hình mạnh nhất của MU. Trong trận thắng 3-1 trước Crystal Palace, cựu thuyền trưởng Ajax chỉ thay đổi phần lớn đội hình xuất phát ở phút 66, thay vì ngay đầu hiệp 2 như thường lệ, dường như Ten Hag đã xác định được bộ khung mà ông sẽ thường xuyên sử dụng. Trong khung gỗ, David De Gea vẫn sẽ là lựa chọn số 1, Diogo Dalot đã loại Wan Bissaka để giành vị trí hậu vệ phải khi chưa có sự bổ sung nào đáng kể. Fred và McTominay vẫn sẽ án ngữ ở khu vực giữa sân. Bruno Fernandes tiếp tục là người lĩnh xướng các pha lên bóng. Trên hàng công, gia đình Sancho chắc xuất bên hành lang cánh phải. Trung tâm hàng phòng ngự đang là vị trí đáng lo ngại. Harry Maguire không đủ thể lực để góp mặt trong trận đấu với Liverpool. Sau đó, Rafael và Varane dính chấn thương trong quá trình tập luyện và phải ngồi ngoài trong hai trận gần nhất của MU. Victor Lindelof và Eric Bailly vẫn chưa thể đem lại sự tin tưởng. Quỷ đỏ đã hoàn tất thương vụ Lisandro Martinez, sự đa năng của ngôi sao người Argentina sẽ đem lại cho Ten Hag nhiều sự lựa chọn để sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, liệu Martinez có kịp hòa nhập với đội bóng mới hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn. Vị trí hậu vệ trái đang là sự cạnh tranh quyết liệt giữa ba cái tên lúc so Alex Telles và Tyrell Malacia. Telet được Ten Hag bố trí đá trung vệ trong các trận giao hữu vừa qua do so vẫn là lựa chọn đáng tin cậy, nhưng màn trình diễn của tân binh Malaysia cũng khá hứa hẹn. Ở vị trí tiền đạo trái, Marcus Rashford và Anthony Elanga đang nỗ lực ghi điểm với ông thầy người Hà Lan. Chitian Eriksen, dù không thể so sánh với hai cái tên kể trên về tốc độ, nhưng anh vẫn biết cách tỏa sáng khi được bố trí chơi như một cầu thủ chạy cánh. Trời cao nhất trên hàng công, Matian cho thấy sự lột xác mạnh mẽ Chân rút người Pháp nổi dũng trong cả ba trận giao hữu vừa qua, khi mà tương lai của Ronaldo đang là dấu hỏi lớn, an hoàn toàn là sự lựa chọn mà Ten Hag có thể tin tưởng. MU đẩy nhanh đàm phán Dumfries thay Bissaka. Kế hoạch của MU là chiêu mộ Denzel Dumfries, cầu thủ thi đấu rất toàn diện của Inter Milan và đội tuyển Hà Lan. Diogo Dalot và Wan Bissaka đều không được Erik Ten Hag tin tưởng. MU cần một cầu thủ nhanh nhẹn và tham gia tấn công tốt hơn. Màn trình diễn của Dumfries hoàn toàn thuyết phục được Ten Hag. Cầu thủ 26 tuổi này phù hợp với hệ thống tấn công 433 yêu thích của nhà cầm quân người Hà Lan. Theo giờ săn, Aja Hakimi cũng nằm trong danh sách mục tiêu yêu thích của MU để gia cố biên phải. Mặc dù vậy, Dumfries phù hợp hơn với tình hình tài chính của Quỷ Đỏ cũng như môi trường bóng đá Hà Lan mà Ten Hag đang xây dựng. Đuổi cần thêm 4 hợp đồng. Cựu đội trưởng MU Roy Keane cho rằng Eric Ten Hag cần thêm 4 bản hợp đồng nữa ở chuyển nhượng mùa hè. MU đã bổ sung Eriksen, Martinez và Malaysia vào đội hình, trong khi Eric Ten Hag cũng đang chờ đợi mục tiêu số là đề dòng. Những vụ việc theo đuổi Anthony gặp khó. Khi được hỏi về những khu vực khác MU cần tăng cường hè này, Roy Keane nói, tôi nghĩ đó là khu vực giữa sân, MU cần một số cầu thủ có chất lượng hàng đầu ở tuyến giữa. Ngoài ra, theo Roy Keane, nếu được thì quỷ đỏ cần tăng cường ở cả vị trí hậu vệ cánh, tiền đạo lẫn thủ môn và đội bóng của Erik Ten Hag không đến bước vào chiến dịch mới với tâm thế chỉ với mục tiêu là xuất vé dự C1 mà phải có niềm tin có thể làm được nhiều hơn thế. Sao MU khổ sở vì những giáo án nghiêm ngặt của Erik Ten Hag? Theo Daily Mail, Erik Ten Hag đang tạo ra thiết quân luật tại MU khi nhà cầm quân người Hà Lan đưa ra một loạt các quy định khắt khe với các cầu thủ nhằm cải thiện đội bóng sau mùa giải bết bát năm ngoái. Cụ thể chiến lược gia 52 tuổi cấm tất cả học trò uống rượu, ép cân cho tất cả và thậm chí còn hủy chuyến đi xem phim truyền hình. Tiền vệ Bruno Fernandes cũng đang thừa nhận sự thay đổi của Eric Ten Hag lên đội bóng là cần thiết sau thất bại nặng dưới triều đại Sonsa và Rangnick. Christian Eriksen sẽ phải ngồi dự bị vì Bruno. Mới đây, nhà báo nổi tiếng Danny Murphy tuyên bố trên Sky Sports rằng bản hợp đồng mới của MU Christian Eriksen sẽ có một suất đá chính tại Old Trafford bởi sự có mặt của Bruno. Tôi nghĩ MU sẽ chỉ chơi một tiền vệ sáng tạo, nếu Eriksen và Bruno đá chung một trận đấu thì chắc chắn MU sẽ không thể bắt kịp được với những đội bóng có khả năng pressing tốt với phong độ hiện tại của mình. Bruno sẽ được ưu tiên một suất đá chính tại Old Trafford. điều này đồng nghĩa với việc Eriksen sẽ phải ngồi dự bị. Ten Hag giúp MU dụ bỏ hình ảnh yếu ớt Eric Ten Hag chào sân ở MU với hàng loạt bài tập truyền bóng, di chuyển đội hình và các buổi nói chuyện về tư duy chơi bóng. Mục đích của chiến lược gia người Hà Lan là thay đổi cách chơi thiếu định hướng của quỷ đội trong vài năm qua. Ten Hag đề cao việc các cầu thủ luôn phải truyền bóng hướng lên phía trước, phối hợp với đồng đội trong khoảng cách gần nhất và giữ bóng chắc trong chân. Tất cả yếu tố trên đều cần thiết cho màn lột xác của MU sau những thất bại với Sơn Sa hay Rangnick. MU cần một chiến lược gia biết cách đào tạo những điều cơ bản. Liverpool và Man City, hai đội vô địch ngoại hạng Anh trong những năm qua luôn vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Dưới triều đại của giáo Diola, Man City chưa bao giờ cầm bóng trung bình dưới 60% mỗi mùa. Với Liverpool của Jurgen Klopp, con số này là 58%. Đó là yếu tố cho thấy sự gắn kết và đẳng cấp của một đội bóng. Các đội có bóng thường ghi được nhiều bàn và thắng nhiều trận hơn. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Ten Hag giúp cổ động viên MU tin vào màn trình diễn khởi sắc Chiến lược gia người Hà Lan giúp Ajax có tỷ lệ cầm bóng trung bình 61,8% ở C1 vừa qua, chỉ thua Bayern Munich và Liverpool. Hiếm khi Ajax giữ bóng dưới 50% trong 90 phút dưới thời Ten Hag. Đó chính xác là những gì MU đang thiếu. Ba mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng hè của Quỷ Đỏ nêu rõ triết lý bóng đá của Ten Hag. Lisandro Martinez với trung bình 87 đường truyền mỗi 90 phút có thể làm bóng ngay từ hàng thủ. Với Chitian Eriksen, MU sở hữu một chân truyền hoạt động rộng Tiền vệ người Đan Mạch mở ra cơ hội rút điểm trong 90 phút nhiều thứ ba ngoài hạng Anh mùa trước sau Kevin De Bruyne và Jack Gellis. Người còn lại là Đề Jong. Tiền vệ thuộc biên chế Bắc Sa có tỷ lệ chuyển bóng chính xác đến 89% tại La Liga và C1 vừa qua. Mẫu thiếu một cầu thủ cầm nhịp tốt ở giữa sân. Điều Đề Jong có thể lập tức đáp ứng nếu gia nhập. Năng lực của Fred và McTominay bị nghi ngờ dù bộ đôi này đang dần thích ứng với hệ thống mới của Ten Hag. Bruno Fernandes đương nhiên vẫn là ngôi sao của MU, nhưng anh cũng có những vấn đề riêng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha giỏi ghi bàn nhưng hay chuyển sai và để mất bóng trong nhiều trận. Paul Pogba, một chân chuyển dài đẳng cấp đã rời MU. Và De Bech thích nghi chậm thường chơi tốt ở bên cạnh khi có những đồng đội giỏi. Đó là lý do việc bổ sung De Jong và Xen là điều cần thiết. Trong chuyển du đấu hè hiện tại, cổ động viên MU hào hứng khi các cầu thủ truyền nhiều và chính xác hơn. Quan trọng hơn những bàn thắng đã xuất hiện dựa trên ý đồ của Ten Hag, đó là thành quả của những ngày tập luyện liên tiếp từ cuối tháng 6. Anthony Elenga, tiền đạo trẻ của MU, xác nhận đội đang chơi với nhịp độ nhanh hơn, đồng thời tất cả cầu thủ phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ ban huấn luyện. Tấm ảnh nhiều cầu thủ MU kiệt sức đổ cục xuống sân tập sau các buổi làm việc với huấn luyện viên Ten Hag có thể là tín hiệu tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!